Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, hôm nay bên Anna Free Fire chả có sự kiện gì đặc biệt cho lắm. Bán lại mấy cái đồ thôi. Bán lại mấy cái đồ trong mấy cái hộp thôi. Chả có gì, vào test nhanh anh em nhanh còn đi ăn trưa. Ok, con dê. Đây thì có cái gì hay ho không? Đặc biệt hôm nay, có bộ cơ phó này. Cái bộ này cũng khá thú vị nhá. Ngày xưa ấy, bên Anna Free Fire có một cái sự kiện gì đấy tôi không nhớ lắm, nhưng thời còn cái app Buya Live ấy đấy, thì có cái gói cơ phó này, thì gói cơ phó này nó bán nhầm, đấy là cái áo đấy, nó tặng nhầm cái áo, những cái áo đấy lúc đấy nó chưa đưa vào trong game đấy, nó chưa dữ liệu trong game, nên tất cả những người mua ở thời đấy thì mua được cái áo chứ không dùng được, mà không thể tải được về cả bộ đồ đấy. Cái vụ này nó diễn ra cách đây khoảng 1-2 năm gì đấy rồi, một hai năm gì đấy, nó rất là dị đấy. Thì là khi mà đưa vào phát là nó bị củ chuối ngay đấy, đưa vào phát nó bị chuối củ ngay đấy, nhưng mà bây giờ nó lại cho bán lại đấy. Hôm nay có cái sự kiện là đây, tôi cứ mua bộ này đã đấy. Tôi không hiểu sao tôi chưa sở hữu bộ này ở bên server nước ngoài, nó nằm trong shop huyền bí, shop hủy biến đấy. Có một đợt nó bán shop huyền bí hai bộ cơ trưởng, cơ trưởng là bộ nữ, cơ phó là bộ nam đấy. Thế mới dị, nhiều bạn nhầm bộ này với cả mấy cái bộ phi công cái thứ từng bán mà nó không phải đấy. Ok, hôm nay có gì đây, và hộp gió đấy, pyjama gấu trúc và hộp 154 thì có cái gì hay nhỉ, toàn đồ cũ á, và toàn đồ bán rồi, áo cổ rùa, cổ rồ đấy, và áo so tỏ đử, áo sư tử đỏ đấy. Áo này là cái áo của bên Indonesia mà đấy, câu lạc bộ bên Indo hay là bên Latam thì tôi cũng chả nhớ lắm, nhưng trông áo này trông hơi đuổi đấy. Áo bóng đá thôi, 60 huy hiệu, 60 huy hiệu thì cứ mở từng cái một thôi nha anh em nhé. Như chúng ta hôm trước chúng ta đã có test rồi, cứ mở từng cái một thì cái xác suất mà chúng ta ra đồ xịn gió con bò uy tín hơn. Hai huy hiệu này đấy, 19kc nào đấy, 50 huy hiệu này đấy, anh em thấy chưa, 50 huy hiệu này cái xác suất mà chúng ta mở từng cái nó sẽ ngon hơn. Ui lại 50 huy hiệu, ui này Ghana lỗ vốn. Tại vì mọi người phát hiện ra là mỗi lần chúng ta mở hộp này thì cái tỷ lệ nó sẽ reset lại. Đấy, nếu chúng ta mở 10 hộp thì 10 hộp đấy sẽ chung một tỷ lệ. Đấy, tức là chung một tỷ lệ cùi. Đấy, không bao giờ bạn mở 5 hay 10 hộp mà các bạn ra được một số lượng huy hiệu lớn vượt bậc đâu nhá. Đấy, 50 hiệu được 7, đấy, tại vì chỉ cần một trong số những cái hộp đấy có tỷ lệ là 1. Đấy, thì tất cả những thằng còn lại chỉ 1, 2, 3. Đấy, rất là chán. Đấy, nếu mà chịu khó ấy, mình sẽ kiện này ngồi bấm từng cái một thì là xác suất là sẽ được nhiều hơn. Đây, 5 cái này, 59 đấy chứ. Đấy, 59 thì mỗi lần được có 2 thôi. Tức là tất cả những cái hộp này nó chung một tỷ lệ cùi như nhau. Đấy, 5 ra 7. 5 ra 7 mà mình mở 1 ra 5. Thì là... để mà cho chắc chắn ấy, thì cứ mỗi lần mà chúng ta mở ấy, chúng ta ấn 1. Đấy, chúng ta mở từng hộp một thôi. Còn mở 5 hộp thì đấy, 5 hộp được có 6 huy hiệu, anh em thấy chưa? Không lười được nha anh em nhá. Đấy, riêng mà mở để tiết kiệm KC không lười được. Kể cả một số những cái vòng quay khác cũng như thế, kể cả một số những cái chơi cái vòng quay anh em cứ thấy 10 cộng 1 thì trông một thơm bơ. Đấy thì mình cứ nghĩ là ngon, nhưng mà thật ra ấy, mở từng cái một nó ngon hơn, vì mỗi lần mở từng cái một thì cái tỷ lệ nó sẽ reset lại, chứ nó sẽ không áp cái tỷ lệ chung cho tất cả các cái lượt mà chúng ta mở. Đấy, chúng ta mở 10 hộp, nhưng mà ví dụ như là cái hộp đầu tiên mà chúng ta mở là chỉ ra 1 hoặc 2 huy hiệu thôi, thì 9 cái hộp còn lại nó cũng sẽ áp dụng cho chúng ta, đó là một cái tỷ lệ cùi. Đấy, thì cái này sau rất nhiều khoảng thời gian tìm hiểu thì cuối cùng mọi người đã chứng minh là nó như thế. Ok, cái hộp 154 thì ok hơn, còn cái hộp pyjama này thì chỉ số nó hơi lỏ đấy anh em nhá, chỉ số nó hơi cùi bắp, chỉ số nó như đấm vào mặt luôn, hơi buồn, chỉ số nó hơi buồn đấy. Đấy, chỉ số nó hơi buồn đấy anh em ạ, và chỉ số nó rất là cùi bắp luôn. Chỉ số nó gọi là rất là cùi. Ok luôn. Nào, tích cực quay tay vận may sẽ tới. Quên mất. Và bạn là Khánh lớp 11 thì có gửi cho mình, nó là một số những cái thông tin khá thú vị. Đầu tiên đó là tên chính thức của hai khẩu súng nâng cấp tiếp theo. Một là Scar Six Thần Ma, nghe tên rất chiến. Hai là AC80 Thiên Niết. Thì khẩu Six Thần Ma này sẽ là hai sát thương, một tốc độ bắn và
cái khả năng của nó sẽ là tăng sát thương kẻ thù khi mà đang di chuyển, tương tự như khẩu Famas quỷ kiếm dạ hương ấy. Đấy, thì nói chung là cứ là quỷ thì là sẽ là hai sát thương một cái gì nhỉ? Hai một tốc bắn, hai sát thương với cả là cái chỉ số sẽ là gây thêm sát thương lên kẻ địch đang di chuyển. Đấy, ngon không anh em? Đấy, hiệu ứng tiêu diệt cái này chúng ta đã biết rồi, với khẩu này sẽ có 8 level. Đấy, khẩu này 8 level thì nhiều bạn cũng đang sợ là khẩu Scar 2.0 này nó yếu hơn khẩu Scar cá mập đen. Nhưng mà tôi nghĩ là hai tốc bắn, một tốc bắn hai sát thương thì thật ra chúng ta vẫn có thể đổi nó qua chỉ số khẩu Scar cá mập đen được, nếu mà chúng ta đã có Scar cá mập đen rồi. Đấy, cái chính là chúng ta có level 8 thì nó sẽ có một cái hành động kết liễu. Đấy, khi mà kết liễu đối phương thì sẽ có một cái kiếm nó sẽ có cái mặt quỷ cái gì đấy. Đấy, nó hiện ra trông cho nó chiến anh em ạ. Đấy, thì Scar Six Thần Ma này tôi nghĩ là sẽ hot đấy, tại vì là trông nó đẹp. Đấy, trông một cái trông nó chính là thanh kiếm đấy. Trời, và hạ của đối phương nó ra quả mặt quỷ. Đấy, hiệu ứng mạng cuối nó sẽ là cái mặt quỷ trông chiến, và nó sẽ có một hiệu ứng thay đạn đặc biệt. Đấy, thì đây cũng sẽ là khẩu đầu tiên mà nó sẽ có hiệu ứng thay đạn nó khá là dị. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có tiếng súng nguyên bản và tiếng súng đặc biệt nó riêng. Đấy, rất là chiến luôn. Scar Six Thần Ma thì khẩu này có lẽ là Tết cũng sẽ ra mắt. Đấy, và nó có thể ra mắt trong phiên bản sau. Bởi vì là thực ra cái animation và những cái hiệu ứng của cái khẩu này thì cũng đã ra mắt từ rất là lâu rồi. Khẩu tiếp theo là AC80 Thiên Yết, thì khẩu này sẽ là khẩu AC80 nâng cấp đầu tiên trong FIFA, và có lẽ là chắc là nó vẫn sẽ ra mắt chính thức. Đấy, khẩu này trước thì chúng ta cứ tưởng dịch nó sẽ là bọ cạp, nhưng mà bên Nga là dịch nó là Thiên Yết nha anh em nhá. Thiên Yết thì cũng là bọ cạp thôi. Đấy, trông rất là chiến. Rồi, và quả hành động cái đuôi nó xiên qua người. Đuôi xiên qua người hiệu ứng tốc độ bắn, nhưng mà khẩu này thì là vẻ ngoài nó cũng rất là xịn. Đấy, thì đấy là cái khẩu Thiên Yết. Đấy, khẩu này thì hiện tại chưa thấy ở đây chưa thấy có chỉ số chi tiết nhỉ. Ở đây chưa thấy có chỉ số chi tiết, nói chung là một khẩu khá đẹp. Tiếp theo là XM8, không phải XM8 mà là khẩu này chắc là tên bên Ghana chưa đặt, nhưng mà khẩu này nó là sẽ là khẩu cũng là thuộc dạng lôi thần đấy, tức là khẩu G18. Đấy, hai sát thương, một tốc độ bắn, tốc độ di chuyển, không biết là hiệu ứng đặc biệt là gì. Đấy, không biết hiệu ứng đặc biệt là gì, nhưng mà đây đã có hình ảnh rất là chi tiết rồi. Đấy, đây cũng hình ảnh rất là chi tiết rồi. Cái hạ gục thì nó cũng sẽ là hình cái kim cương nó nổ ra, rất là chi tiết. Đấy, nhìn trông rất là chi tiết luôn. Đấy, thì không biết là khẩu này chính thức bao giờ ra mắt và nó sẽ ra mắt trong dịp nào. Khẩu này thì bên server nước ngoài thì họ cũng chưa thấy có bất kỳ một cái thông tin gì để nói về cái khẩu đấy cả. Thì nhiều người cũng dự đoán là khẩu này có thể nó sẽ nằm trong hệ thống membership ấy chăng. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có cái xe máy quân đoàn. Đấy, xe máy quân đoàn trông khá là hay. Đấy, xe máy quân đoàn anh em thấy chiến không? Quả xe máy quân đoàn này sẽ được tặng ở trong sự kiện quân đoàn đấy. Và cái xe máy quân đoàn này nó cũng sẽ kiểu cho chúng ta kiểu bay. Đấy, nguyên cả team sẽ đi Skyler, cái Skywing. Đấy, đỉnh không? Đấy, trông buồn cười phết ạ. Ok, thì đó là một số thông tin mang đến cho anh em trong video này. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.